Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc vừa ra thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học lần thứ 3 đến ngày 22 tháng 2. Các học sinh trên địa bàn toàn tỉnh có thêm một tuần học tại nhà. Theo ông Phạm Khương Duy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Sở vừa ký công văn gửi các trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng, giám đốc các trung tâm trên địa bàn về việc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22 tháng 2. Các cơ sở giáo dục này được yêu cầu tiếp tục phun thuốc khử trùng, tổng vệ sinh trường, lớp và xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh. Tiếp tục hoàn thành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các nhà trường thực hiện vệ sinh trường lớp hàng ngày. Thứ hai là cũng chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn rồi đến ban giám hiệu trường xây dựng kế hoạch để triển khai việc hướng dẫn học tập học sinh ở nhà, cũng như việc là phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc quản lý các em ở nhà, tránh trường hợp các em được nghỉ xong các em lại không dành thời gian nhiều cho học tập, lại đi chơi hoặc là đi ra ngoài, không đảm bảo được mục tiêu phòng ngừa chống dịch. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, từ khi nhận được thông tin nghỉ học, các cán bộ nhà trường đã tiến hành lau dọn, phun khử trùng tại phòng học. Các giáo viên cũng đã lên kế hoạch ôn tập, chuẩn bị các bài giảng online để học sinh có thể học tại nhà. Trong quá trình nghỉ các em có thể kéo dài, cho nên chúng tôi đã có kế hoạch xây dựng để cho giáo viên giao các bài tập về nhà cho học sinh. Hàng ngày các giáo viên giao bài và học sinh cuối buổi trong ngày đó thì học sinh báo cáo lại kết quả làm việc, và giáo viên tập hợp cuối tuần báo cáo lại với ban giám hiệu để chúng tôi theo dõi. Bên cạnh đó cũng rất nhiều các giáo viên cũng đã có những bài giảng trực tuyến qua mạng, qua các trang trực tuyến của Viettel, trang 789.vn, rồi trang Zoom. Việc duy trì học tập cho học trò rất là quan trọng, đặc biệt là học sinh lớp 12 lại chuẩn bị tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, nên việc đấy không thể nào trì hoãn được. Thì hiện nay với riêng cá nhân em tin là các thầy cô khác trong trường cũng có rất nhiều những cách thức để duy trì việc dạy học đó. Ví dụ với cá nhân em thì một là em đã có một kênh YouTube và quay các video bài giảng cho học sinh học ở trên đó. Thứ hai là em mỗi một lớp học thì đều có một group Facebook và em đăng bài tập lên trên đó và cho học sinh gửi bài lên, học sinh gửi lại bài giảng, bài giải của các bạn ấy và em chấm điểm và báo cáo cho nhà trường. Cũng như là một số các website học trực tuyến hiện nay, ví dụ như là viettelstudy.vn chẳng hạn, thì học trò có thể học thông qua đó, thì đấy là những cách thức mà bọn em sử dụng. Cùng với các ngành giáo dục trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, Vĩnh Phúc cũng quyết định dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người, ngừng các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh để chủ động phòng chống dịch. Sở Văn hóa cũng đã nhanh chóng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và sở cũng đã ban hành những các văn bản để chỉ đạo thực hiện các công tác tuyên truyền và phòng dịch bệnh gây ra. Cái thứ hai là dừng toàn bộ tất cả các lễ hội trên địa bàn. Đặc biệt là những lễ hội mang tính trọng điểm của tỉnh thì diễn ra trong đầu xuân là cũng dừng hết. Ví dụ như lễ hội Tây Thiên, hay lễ hội Chọi Châu, lễ hội Cướp Phết, rồi là lễ hội Đúc Bụt. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tạm thời cho học sinh nghỉ học hay dừng các hoạt động văn hóa là cần thiết để chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.